Angelababy bị tình cũ Huỳnh Hiểu Minh chửi thẳng mặt giữa họp báo đông phóng viên. Mới đây, nữ diễn viên Lý Phi Nhi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc và nhận được sự đông đảo chú ý của dư luận. Hâm nóng tên tuổi từ loạt lùm xùm liên quan đến Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh khi tham dự chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rè Sóng, Lý Phi Nhi nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Trong sự kiện sáng ngày 28 tháng 4, tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh đã bị phóng viên đặt câu hỏi liệu đã hòa giải với Angelababy chưa? Lý Phi Nhi chẳng những không bối rối mà còn phản đường cực sâu cay. Chúng tôi không quen biết nhau. Câu trả lời của Lý Phi Nhi ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Netizen xứ Trung bàn tán xôn xao xung quanh vụ việc này. Ai nấy đều cho rằng Angelababy cao tay nhưng Lý Phi Nhi cũng không phải dạng vừa. Trước đó, Lý Phi Nhi khiến gia đình Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy căng thẳng cực độ khi có tin đồn cho biết sau 10 năm bê bối, Angelababy làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi. Tài tử họ Huỳnh và mỹ nhân họ Lý bất ngờ gặp nhau tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rè Sóng và có nhiều hành động thân thiết. Cuộc gặp gỡ của cả hai trở thành màn tái hợp thế kỷ và được chờ đón. CNET tiếp tục réo tên Angelababy cực chẳng đã, bà xã Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư cực dài khẳng định mình không phải là tiểu tam. Thời điểm hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, nam diễn viên đã nói với cô rằng anh độc thân. Sau đó vì không chịu được áp lực dư luận, Huỳnh Hiểu Minh đã xin rút khỏi show, còn Lý Phi Nhi trở thành nhân tố hot của chương trình. Mặc dù không lên tiếng phản hồi trên mạng xã hội, song tình cũ tài tử họ Huỳnh lại có động thái đá xoáy Angelababy trong một show khác. Người ta nhắc đến tên tôi trên mạng xã hội, chưa chắc tôi đây đã trả lời. Lý Phi Nhi sinh năm 1987, tham gia làng giải trí từ năm 2006, nhiều bộ phim Khang Hy Mật Sử. Nữ diễn viên gây được ấn tượng tốt đẹp bởi lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình gợi cảm, đôi chân dài miên man. Tới năm 2007, người đẹp họ Lý sang Hàn Quốc để bồi dưỡng thêm ca hát và vũ đạo, quyết tâm trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, tên tuổi của người đẹp lên hương vùn vụt khi tham gia Lộc Đỉnh Ký bản 2007. Lộc Đỉnh Ký không chỉ là cái tên đưa Lý Phi Nhi tới gần hơn với khán giả, mà còn giúp cô tìm được người bạn trai nhiều cô gái mơ ước, Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ thừa nhận hẹn hò, dù trong 3 năm bên nhau, liên tục bị paparazzi chụp hình về chung nhà, đi ăn cùng nhóm bạn, có cử chỉ tình tứ. Cả hai quyết định yêu thầm kín. Tuy nhiên, thái độ này của Huỳnh Hiểu Minh vô tình khiến Lý Phi chết danh là người tình tin đồn, chưa bao giờ là bạn gái công khai. Tái hợp với Huỳnh Hiểu Minh, giờ đây tên tuổi của Lý Phi Nhi mới được hâm nóng lại một chút. Nhiều người bày tỏ rằng, thực chất mỹ nhân họ Lý là kẻ bị phản bội, vì quá yêu và quá ức nên mới có những hành động gay gắt, phanh phui chuyện tình ái của kẻ lăng nhăng Huỳnh Hiểu Minh mà thôi.